Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì bên em về thêm một cái mẫu lưng tiếng rất là mới em nhé. Mới nhất 2022 và đây là một cái dòng lưng tiếng rất là cao cấp. Có rất là nhiều các chức năng để chúng ta sử dụng chơi gia đình. Em sẽ mở hộp ra để cho anh em cùng xem. Đều có tem mác đầy đủ anh em nhé. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là hàng chính hãng của thương hiệu Lợi Acoustic. Và con này thì nó mang nhãn hiệu là TD3000, một dòng lưng tiếng nói chung là phải nói là rất là hay. Đó. Thì anh em có thể nhìn thấy đây. Mặt trước thì con này nó được thiết kế là cái màn hình LED nằm ở vị trí giữa này. Đó, hai bên là hai cột đèn tín hiệu, đúng không ạ? Hai bên là hai cột đèn tín hiệu. Tiếp đến thì là ở đây anh em có thể thấy những cái chiết áp. Đây những chiết áp này nó là volume anh em nhé, to nhỏ của từng loa, loa trái, loa phải của từng kênh ấy, đúng không ạ? Đó. Và cái display này thì tức là anh em có thể chuyển. Ở đây chuyển thì nó báo hiệu cái màn hình là các đèn tín hiệu anh em nhé, của các giải equalizer này, rồi là chữ logo Lợi Acoustic và có đèn nháy của đèn tín hiệu ấy của cổng AUX, khá là hay. Tiếp đến thì nó có nút bypass, đúng không ạ? Bypass sử dụng hay không sử dụng qua con lưng tiếng này. Còn đây là những cái chiết áp, nói chung là chỉnh bát check rồi là chỉnh phần trung, nó rất là đơn giản thôi. Đặc biệt con lưng tiếng này thì anh em có thể thấy nó là loại dòng lưng tiếng sử dụng Bluetooth rất là khỏe, 5.0 anh em nhé, Bluetooth rất là chất. Đó. Và đây input đầu vào thì anh em có thể kết nối với USB, ok chưa? Bluetooth, cổng quang, AUX, rất là nhiều chức năng. Đó, nút nguồn thì được thiết kế rất là gọn gàng ở mặt đằng trước. Đấy, đúng tròn anh em nhé, nhấn nhả rất là chất lượng, con này khá đẹp, ok chưa? Và đằng sau anh em nhìn thấy đấy, cái dấu anten nó rất là khủng anh em nhé, dấu anten này cho nên nó bắt vào tốt rất là khỏe này, đấy, cột sóng dấu anten ok chưa? Và có cổng question, cái cổng này thì rất là nhiều tivi, những đời tivi mà nó có cổng question anh em nên cắm vào con này thì rất là hay. Đó, có cổng quang anh em kết nối ok chưa? Tiếp đến thì có cổng súp, cổng cắt súp, sử dụng bằng jack calon và AV, kể cả là kênh channel 1, channel 2 cũng vậy, đều có calon, jack calon và jack AV đầy đủ cho anh em. Đó, thì đây là sản phẩm rất là đẹp. Thì quay sang bên này, vừa rồi thì em cũng kết nối một con lưng tiếng, thì bây giờ em sẽ bật lên và kết nối. Đó. Kết nối để cho anh em cùng khi anh em thấy không, bật lên này, đèn tín hiệu rất là đẹp. Đó, ok chưa ạ? Và em sẽ sử dụng Bluetooth anh em nhé. Kết nối điện thoại này. Đó, kết nối điện thoại Bluetooth, ok chưa ạ? Dò anh em nhé. Đó, nó ra TD3000 này, anh em nhấn vào TD3000 anh em nhé. Đó, nhấn vào TD3000. Đó, khi hiện đèn xanh này là ok này, sau đó anh em sẽ chuyển về. Đó, chuyển về YouTube, chúng ta mở một cái bản nhạc để cho anh em cùng nghe chất âm con này rất là hay. Ok, sẽ mở một bản nhạc lên này. Đó, đây là to nhỏ này, ok chưa? Đó, đây là loa trái anh em nhé. Đó, đây là loa phải này. Chỉnh từng loa một rất là hay. Cả hai loa này. Đó, em sẽ cho to trên điện thoại một chút. Đó, sẽ cho to. Cho to trên điện thoại một chút anh em nhé.
nhạy rất là cao. Đây là đèn tín hiệu, em vừa em nói đây màn hình chưa? Anh em nhớ đi chơi này. Ở đây nó sẽ ra cái đèn của Equalizer em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Nhấn tiếp à, nó sẽ ra logo lớn là vô xích đó. Đó, mình đợi cho ra cái đài thế này là ok. Hai chiếc app đều có đèn, nhìn nó rất là rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời. Thì giá của con lưng tiếng TD3000 này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 xin lỗi anh em nha, 1.850.000 đồng. Đó, 1.850.000 đồng con TD3000 này. Đó, hàng rất là chất đúng không ạ? Đó. Ok chưa? Ok chưa? Thì đây cũng giới thiệu với anh em. Ở đây thì chỉnh phần lao mid anh em nhé. Đó, chỉnh phần bass, chỉnh phần tune, nó là thuộc về phần trung anh em nhé. Đó, tiếp đến phần hai mid nó giải cao, nó giải chiếc, sáng hay tiếng sáng hay không nó ở nút này. Ok chưa? Ở bên này anh em chỉnh như thế nào? Thì bên kênh 2 em chỉnh như thế. Đó, bình thường thì phần bass em để 12 giờ nó còn do loa chúng ta nữa đúng không ạ? Trung thì để 12 giờ em nhé, check thì để tầm 1 giờ cho tiếng nó sáng. Đó. Khi chúng ta nhả ra thì nó sẽ không sử dụng lưng tiếng, nhấn vào sẽ sử dụng lưng tiếng và sẽ mở lên cho anh em cùng nghe. Đó. Input là chuyển chế độ đầu vào. Anh em có thể thấy đây. Đó, nhấn nó sẽ ra cổng quang này. Anh em kết nối cổng nào ra cổng đấy nhá. Tiếp đến ra cổng AUX này. Ok chưa? Nhấn tiếp thì sẽ ra USB. Tiếp tục. Đó, sử dụng Bluetooth. Ok chưa? Đó. Từ điện thoại thôi nhá. Đó. Kết nối vào Bluetooth. Ở đây em đang sử dụng Bluetooth. Nhả ra này, không sử dụng qua lưng tiếng này. Tiếng nó rất là chán đúng không ạ? Sử dụng mà. Ok chưa? Nhả ra này. Tiếng nó tối hẳn đi đúng không ạ? Nó rất là yếu đúng không ạ? Nhấn vào này, khác biệt chưa? Tiếng bass, tiếng check đó, tách bạch rõ ràng đúng không ạ? Nghe nó nổi hẳn lên, nghe rất là chất. Ơ, con này là độ nhạy rất là cao em nhớ. Và đây là sản phẩm rất là mới, hàng chuẩn đẹp nhất 2022. Đó. Em thích nhất là nó chỉnh được từng loa một này. Đó. Đây là thích nhất là chỉnh được từng loa mà chỉnh trực tiếp trên con lưng tiếng này, rất là hay này. Đó. Đó, rất là hay trên con này anh em nhé. Đó, tiếp đến anh em có thể thấy đây, màn hình rất là đẹp. Anh em có thể chọn giao diện của màn hình nhé. À, để thương hiệu lợi cũng được này. À, hoặc cả để trên chế độ AUX này cũng được. Ok chưa? Anh em muốn đẹp thì anh em để sang cái chế độ Equalizer anh em nhé.
Đó. Thì ok, ngày hôm nay em làm video về con lưng tiếng TD3000, một dòng lưng tiếng mới nhất 2022 của Lợi Ích Acoustic. Thì anh em có nhu cầu anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Tất cả sản phẩm bên em đều là hàng full mới, bao hộp và bảo hành 12 tháng. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.